Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với phần cuối cùng của tác phẩm Hiện tượng con người, tác giả cha pierre Teilhard de Chardin do Đặng Xuân Thảo chuyển ngữ. thưa quý thính giả, như đã trình bày trong các số trước, tác phẩm Hiện tượng con người được xuất bản lần đầu vào năm 1955 sau khi Cha Pierre qua đời, tác phẩm đã gây tiếng vang lớn trong nhiều năm và những âm hưởng mạnh mẽ của nó hiện nay vẫn còn. Cuốn sách trình bày một quan điểm độc đáo về vũ trụ, quan điểm này mở rộng thuyết tiến hóa đến lĩnh vực tinh thần và được coi là bước tiến quan trọng trong sự hòa giải giữa khoa học hiện đại và tôn giáo. Chúng ta cùng đi vào phần cuối cùng của tác phẩm. Phần cuối cùng của tác phẩm có tựa đề Hiện tượng kỳ tố giáo. Đầu tiên, tác giả nhận định, nếu điểm Omega chỉ là tụ điểm xa xăm và lý tưởng, có định mệnh phải đột ngột sinh ra vào tận cùng thời gian từ sự hội tụ của các ý thức trên trái đất, thì không gì ngoài bản thân sự hội tụ này có thể làm hé lộ điều đó trước mắt chúng ta. Tại thời điểm chúng ta đang sống này, không có một năng lượng có bản chất con người nào khác là sẽ có thể nhận biết được trên trái đất ngoài năng lượng được biểu diễn bằng tổng thể những cá nhân con người nhưng nếu ngược lại như chúng ta vừa công nhận điểm omega giờ đây đã hiện hữu và hoạt động nơi sâu thẳm nhất của khối tư duy thì dường như điều không thể tránh khỏi là sự hiện hữu của điểm omega nhờ một vài chỉ số biểu lộ ra ngay từ bây giờ trong quan sát của chúng ta để kích hoạt sự tiến hóa trong những giai đoạn thấp nhất của nó điểm cực có ý thức của thế giới chỉ có thể tác động sau bức màn của ngành sinh học dưới dạng phi nhân cách bây giờ nó có thể tỏa sáng lên cái vật thể có tư duy mà chúng ta đã trở nên theo cách từ tâm điểm đến các tâm điểm tức là theo kiểu nhân cách và từ đây tác giả nhận định đây chính là tầm quan trọng cho khoa học về hiện tượng Kitô giáo sống trong lòng Kitô giáo tác giả thừa nhận có thể sẽ bị nghi ngờ rằng đang muốn khéo léo đưa ra một lời biện hộ tuy nhiên lại một lần nữa và với khả năng một người có thể phân tách rõ nhất những bình diện thi thức khác nhau trong bản thân tác giả thừa nhận không phát biểu dựa trên tư cách một kỳ tô hữu với niềm tin chắc chắn, mà là một nhà tự nhiên học đang xin được lắng nghe. Thực tại kỳ tô giáo đang hiện ra trước mắt chúng ta, nó có chỗ giữa những thực tại khác của thế giới. Vì thế, đối với những ai chỉ biết từ bên ngoài, kỳ tô giáo có vẻ rườm rà đến tuyệt vọng. Trên thực tế, khi được xem xét trong những đường nét chủ đạo, Kỳ tô giáo chứa một giải pháp của thế giới cực kỳ đơn giản và táo bạo đến ngạc nhiên ở giữa nó là lời khẳng định không quan nhượng, hiện hiện đến độ gây bối rối về một chúa mang nhân cách, một chúa quan phòng đang ân cần dẫn dắt vũ trụ và chúa mặc khải đang truyền thụ cho con người trên bình diện và thông qua con đường của trí tuệ. Sau những gì đã trình bày, tác giả khẳng định dễ dàng làm cho cảm nhận được giá trị và tính hiện tại của thuyết nhân vị bền bị này mà gần đây vẫn còn bị nhìn nhận như là lỗi thời và bị lên án. Điều quan trọng ở đấy là là lưu ý được việc trong trái tim của những người có tín ngưỡng, tức các kỳ tô hữu, một thái độ như thế dành cho tất cả những gì cao cả và lành mạnh trong vũ trụ và liên minh dễ dàng với chúng. Sau đó, tác giả đưa ra một tiểu mục rất quan trọng trong việc đối thoại với các triết gia truyền thống. Tiểu mục có tựa đề Giá trị của sự hiện hữu. Kiến tạo nên một lý thuyết để giải thích thế giới thì tương đối dễ, tác giả thừa nhận. Nhưng việc cưỡng bức một cách nhân tạo để cho ra đời một tôn giáo thì lại vượt trên những sức lực cá thể Platon, Spinoza, Hegel có thể đã phát triển được những cách nhìn đua tranh mạnh mẽ với những viễn cảnh của sự nhập thế. Tuy vậy, không một thuyết nào trong những thuyết siêu bình học trên đây lại vượt qua được những giới hạn của hệ ý niệm. Thuyết này kế tiếp thuyết kia, chúng có thể đã được chiếu sáng các trí óc, nhưng chưa hề làm nảy sinh sự sống. Trong mắt các nhà tự nhiên học, điều làm nên tầm quan trọng và điều bí ẩn của hiện tượng Kitô giáo là giá trị của sự hiện hữu và giá trị của thực tại của nó thực tồn. Tác giả thừa nhận, Kitô giáo là thực tồn, trước hết bởi tầm rộng lớn tự phát của vận động mà nó tạo ra trong nhân loại, hướng đến mọi người và mọi tầng lớp. Kitô giáo ngay lập tức chiếm chỗ giữa những trào lưu mạnh mẽ nhất và sinh sôi nhất từng có trong lịch sử của tuệ quyển. Bất kể ta có gia nhập hay đứng tách ra khỏi trào lưu Kitô giáo, chẳng phải dấu hiệu và ảnh hưởng bền vững của Kitô giáo đều có thể cảm nhận thấy ở khắp nơi trên trái đất hiện đại đó sao? Và từ đó, Tác giả nghĩ tới tình yêu Kitô giáo. Tình yêu Kitô giáo, điều không thể hiểu nổi cho những ai chưa từng nếm trải, cái vô hạn và cái không thể nắm bắt được lại có thể đáng yêu. Trái tim con người lại có thể đập vì đồng loại từ một tấm lòng từ thiện đích thực. Dường như những điều này đơn giản là bất khả đối với nhiều người và gần như kỳ quái. Và dù có bị đặt nền móng trên một ảo tưởng hay không, một cảm xúc như thế lại vẫn cứ tồn tại và nó thậm chí còn mãnh liệt một cách bất thường. Làm sao có thể nghi ngờ điều này? Chúng ta chỉ còn có thể ghi nhận nguyên vẹn những kết quả nó không ngừng tạo ra xung quanh mình sao? Chẳng phải đó là một điều tích cực khi từ 20 thế kỷ nay, hàng ngàn người sùng tín đã chất ra từ ngọn lửa của tình cảm đó những niềm hăng say đến độ vượt xa chúng ta về đồ rạng người và tinh khiết, những niềm thôi thúc và lòng tận tụy của bất kỳ tình yêu con người nào đó sao? Cuối cùng tác giả ghi nhận để khẳng định sự hiện diện dẫn đầu thế giới của cái mà chúng ta gọi là điểm omega, tức Đức Kitô. Chẳng phải đây chính là phép thượng ngược mà chúng ta từng chờ đợi hay sao? Chẳng phải đó là tia mặt trời xuyên qua những đám mây mù, là sự phản chiếu những gì đã ở trên cao lên những gì đang đi lên? Là sự hủy diệt nỗi cô đơn trong chúng ta Là ảnh hưởng có thể tri giác được của một ai đó khác và tối cao trong thế giới của chúng ta hay sao? Hiện tượng Kitô giáo đang nổi lên giữa hiện tượng xã hội, chẳng phải chính là điều đó hay sao? Khi có mặt biết bao sự trùng hợp hoàn hảo đến như vậy, tác giả viết những dòng cuối cùng. Kể cả nếu tôi không theo Kitô giáo mà chỉ là một nhà khoa học, tôi tin rằng tôi cũng sẽ tự đặt cho mình những câu hỏi như thế. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này, và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm hiện tượng con người có phù hợp với mình hay không. Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.